Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đánh rất là hay giữa cao thủ Chu Kiếm Thu và Dương Quang Lân. Trong trận này thì Chu Kiếm Thu cầm đỏ đi tiên, còn Dương Quang Lân cầm đen thủ hậu. Trận đánh diễn ra năm 1951. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Trên đây thì Chu Kiếm Thu mất xe nên đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.